13 câu chuyện, 13 bài học quan trọng của cuộc đời. Cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng học hỏi. Và chỉ khi không ngừng học hỏi, các bạn mới hoàn thiện được bản thân của mình. Do vậy mà chúng tôi ngày hôm nay sẽ sưu tầm và gửi tới các bạn một số câu chuyện ngắn với nhiều bài học quan trọng trong cuộc đời. Mời các bạn lắng nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất, chữ hiếu. Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng: ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được. Anh nói cô Năm hay là cô Bảy ở không á thì chia nhau vô chăm sóc ba đi. Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối: tôi cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tôi đi. Một cậu con trai khác cao cao lông mày: nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hậu hỏa ba, lỡ bị lây thì làm sao? Cô con dâu trưởng phát một câu: thôi, khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện. Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ, đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ luôn. Công việc tỉ mỉ cần sự chu đáo, từ việc cho uống sữa, uống thuốc đến thay quần áo, lau người. Ông cụ đã mất hết cảm giác vệ sinh, nhưng chị vẫn làm với sự chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm nào, lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng như con đối với cha mẹ. Trong lúc ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc. Đám con trai, con gái, dâu rể, hơn 10 người của ông cụ, thỉnh thoảng mới lượn qua như một luồng gió nhẹ. Tiếc thay, sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài bao lâu. Chỉ hơn 1 sau là ông cụ đã qua đời. Con cái, cháu chắt ông kéo vào mới đông chứ. Họ khóc lóc khá ồn ào, nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ. Và ở hành lang lại xảy ra một cuộc cãi vã, xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang. Anh con trai trưởng cầm một xấp tiền đến trả cho chị phụ nữ đã nuôi bệnh cho cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời: tôi nuôi cụ ấy vì thế xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đói hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền. Đám người đang khóc mếu cãi nhau đột nhiên im lặng, rồi từng người một lẻn ra ngoài. Lời bàn: như vậy đấy, một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Và đôi khi, người dân còn đối xử tốt với ta gấp nhiều lần những con người gọi là ruột thịt. Câu chuyện thứ hai, 7 kỳ quan. Trong giờ học, cô giáo yêu cầu học sinh ghi ra giấy những gì các em cho là 7 kỳ quan thế giới. Trong lúc thu lại bản danh sách bầu chọn của học trò, cô giáo nhận thấy một em học sinh vẫn chưa viết được chữ nào. Đó là một cô bé ít nói. Cô hỏi em có gặp trục trặc gì trong việc liệt kê danh sách hay không? Cô bé trả lời: thưa cô, có ạ. Cô giáo bảo: được rồi, vậy thì em cứ nói ra ý kiến của em, cô sẽ giúp. Cô bé ngập ngừng, sau đó giọng dạc nói: thưa cô, em nghĩ 7 kỳ quan thế giới là 1. Xúc giác, 2. Vị giác, 3. Thị giác, 4. Thính giác. Cô bé ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: 5. Cảm giác, 6. Cười, 7. Yêu thương. Cả lớp học im phăng phắc, đến nỗi mọi người có thể nghe tiếng các kẹp giấy rơi trên sàn nhà. Lời bàn: câu chuyện trên nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, những sự việc mọi người tưởng chừng như bình thường và đơn giản, lại là những điều kỳ diệu nhất.
và đặc biệt là chúng ta không phải đi bất cứ nơi nào để cảm nhận được chúng. Chúng ta hãy hưởng thụ những món quà tặng quý giá đó đã được dành cho mình ngay từ khi mới chào đời. Câu chuyện thứ ba. Ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ nhất, xinh đẹp, nằm giữa biển khơi rộng lớn. Đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm vui, nỗi buồn, tri thức, cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả tình yêu đều ở đó. Một ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo. Tất cả được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế, tất cả nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất. Không muốn chen lấn, nên tình yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ. Anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy nhanh chóng giúp anh ta vào bờ. Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt tình yêu trên một chiếc thuyền sang trọng. Thế, anh ta vội hét to. Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với. Thịnh Vượng đáp lời. Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu. Tình yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu kiêu hãnh. Lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp vừa rời khỏi đảo. Kiêu hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé. Kiêu hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng. Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy. Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của nỗi buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ. Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao? Xin hãy để tôi được yên. Niềm vui đang đi chết về phía nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó đã không nghe được tiếng kêu cứu của tình yêu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già. Lại đây nào, tình yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ. Khi đã cập bờ an toàn, tình yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta day dứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi anh ta gặp tri thức, anh ta được biết rằng đó chính là thời gian. Lời bàn, chỉ duy nhất thời gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. Câu chuyện thứ tư, bài học về sự quan tâm. Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng. Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta. Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy. Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng làm sao tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống. Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không? Ông ta trả lời, chắc chắn rồi. Rồi ông nói tiếp, trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào hỏi. Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mọi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên
của người phụ nữ đó, cô Dorothy. Câu chuyện thứ 5, bài học về sự hy sinh. Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện. Tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz. Cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo. Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bão bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát, cậu bé đã trả lời rằng: "Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu." Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi nhìn thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được truyền sang từ người cậu. Nhưng rồi khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh, đầy lo lắng. Cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: "Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?" Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy, và rồi cậu sẽ chết thay cô. Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh. Cuộc sống có câu: hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Câu chuyện thứ 6, bay hạng nhất. Trên chuyến bay của hãng hàng không Anh từ Johannesburg, một người đàn bà Nam Phi da trắng, ăn mặc sang trọng, tìm thấy chỗ ngồi của mình cạnh một người da đen. Bà ta gọi tiếp viên lại để phàn nàn về chỗ ngồi. "Có vấn đề gì vậy thưa bà?" cô tiếp viên hỏi. "Cô không thấy à?" bà ta trả lời. "Các cô đã xếp tôi ngồi cạnh một thổ dân. Tôi không thể ngồi cạnh một người khác biệt như vậy được. Hãy tìm cho tôi một chỗ khác." "Xin bà bình tĩnh," cô tiếp viên trả lời. "Chuyến bay hôm nay rất đông khách, nhưng tôi sẽ đi kiểm tra xem còn chỗ nào ở khu vực câu lạc bộ hoặc ở khoang hạng nhất không." Người đàn bà ném một cái nhìn khinh miệt về phía người đàn ông da đen bị xúc phạm và cả những hành khách khác đang có mặt trên chuyến bay. Một vài phút sau, cô tiếp viên quay lại với một tin tốt lành. Người đàn bà mỉm cười tự mãn với những người xung quanh. "Thật không may thưa bà, như tôi đoán trước, khoang hạng thường đã hết chỗ. Tôi đã nói với tiếp viên trưởng, nhưng khu vực câu lạc bộ cũng hết chỗ. Chúng tôi chỉ còn một chỗ duy nhất tại khoang hạng nhất." Trước khi bà kia kịp trả lời, cô nói tiếp: "Việc đổi chỗ này là rất đặc biệt, vì vậy tôi phải xin phép cơ trưởng chuyến bay. Nhưng trong trường hợp này, cơ trưởng cảm thấy thật là xúc phạm nếu bắt ai đó phải ngồi cạnh một người quá khó chịu." Nói xong, cô tiếp viên quay về phía người đàn ông da đen rồi nói: "Vì vậy, nếu ông có thể thu xếp đồ đạc, chúng tôi đã chuẩn bị cho ông một chỗ tài khoang hạng nhất." Câu chuyện thứ 7, tùy thuộc vào chúng ta. Nỗi sợ hãi ghim chặt trái tim anh lính trẻ trong cuộc chiến tranh khi anh chứng kiến người bạn thân chí cốt của mình ngã trên chiến trường, bị mắc kẹt ở dưới hầm và những làn đạn bay vèo vèo ngang đầu. Anh lính trẻ hỏi viên đại úy liệu anh có thể chạy ra khỏi chiến hào để mang xác đồng đội trở về. "Anh có thể," viên đại úy đáp. "Nhưng tôi nghĩ không đáng làm điều đó. Bạn của anh có thể đã chết và anh có thể hy sinh tính mạng." Nhưng anh lính trẻ không quan tâm đến lời của viên đại úy. Anh xông ra chiến trận.
Thật thần kỳ, anh đã tiến sát được đến bạn của mình và xốc bạn của anh lên vai chạy về chiến hào. Khi cả hai ngã xuống cuối hầm, viên đại úy kiểm tra anh lính bị thương và nói: "Tôi đã bảo với anh là không đáng làm điều này mà. Bạn của anh đã chết và anh chút nữa đã bỏ mạng." Anh lính trẻ đáp: "Đáng làm điều đó lắm, thưa đại úy." Viên đại úy phản ứng ngay: "Anh nói gì, đáng ư? Bạn của anh đã chết rồi mà." "Vâng, thưa ngài, bạn của tôi đã chết, nhưng rất đáng làm điều đó. Bởi khi tôi tiến đến anh ấy vẫn còn sống. Và tôi thật sự cảm thấy mãn nguyện khi được nghe câu nói cuối cùng của bạn tôi. Jim ơi, tôi biết bạn sẽ đến bên tôi." Nhiều khi trong cuộc sống, một điều gì đó có đáng làm hay không thật sự phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn nhìn nhận vấn đề đó. Hãy lấy hết can đảm làm những gì mà trái tim bạn mách bảo, và sau này bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã không làm điều đó. Chúng ta hãy cầu chúc cho bản thân và những người bạn của chúng ta có được tình bạn đẹp. Cuộc sống là những chất liệu thô và chúng ta là những người nghệ sĩ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta. Câu chuyện thứ 8. Phần quan trọng nhất trên cơ thể. Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải đâu con, có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu con yêu ạ." Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó nhé. Sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Vì thế, đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng. Bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng, nhưng con đang tiến bộ rất nhanh con yêu của mẹ." Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4 tháng 5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai à, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai." Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đã đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngã đầu vào." Từ lúc đó tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Câu chuyện thứ 9. Con đường phía trước. Đã lâu lắm rồi, có một vị hiền triết sống trên đỉnh núi cao. Dân làng dưới chân núi, mỗi khi gặp khó khăn, thường tìm đến vị hiền triết
để xin lời khuyên. Ngày nọ, một chàng trai được xem là khá thành đạt, băn khoăn cho chặng đường sắp tới của mình, nên quyết định lên núi gặp vị hiền triết. Điều gì có thể giúp con thành một người thật sự vĩ đại? Chàng trai hỏi. Vị hiền triết nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi. Có chắc là ngươi muốn biết điều đó không? Vâng, con thật sự rất muốn biết. Chàng trai quả quyết trả lời. Được. Vị hiền triết đáp. Ngươi hãy tự tìm cho mình câu trả lời qua câu chuyện ta kể sau đây. Thuở xưa, có một chàng thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh xung phong gia nhập quân đội, lúc đó đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù, với hy vọng được hy sinh anh dũng trên chiến trường. Anh đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù, và không mãi mãi lo cho mạng sống của mình. Cuối cùng, khi kẻ thù bị đánh bại, anh vẫn còn sống. Vô cùng cảm phục trước lòng dũng cảm, can trường của người lính nọ, vì đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy. Vị tướng quân quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho lòng dũng cảm. Song, đến ngày được trao huân chương, trông anh rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh nguy hiểm mà anh ta đang phải gánh chịu. Làm sao ông lại có thể để cho người lính dũng cảm của mình chết được? Vị tướng đã cho tìm vị lương y giỏi nhất đất nước về trị bệnh cho anh. Căn bệnh chết người cuối cùng đã được chữa khỏi. Nhưng từ đó trở đi, người ta thấy người lính can trường một thời đã không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa. Anh luôn né tránh mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình thay vì đương đầu với thử thách. Về sau có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu. Giờ đây anh mới thật sự là chết hẳn rồi. Câu chuyện thứ 10, hạt giấy. Có những món quà thật đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạt giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty. Tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạng, nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc, nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng thôi. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mọi người. Chàng trai đồng ý, nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc, quên cả ngày đêm. Cuối cùng, anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây, vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa cũ. Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây của anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối, đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô
là món quà của anh, những con hạt giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật. Nàng không hề đi Paris, nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạt giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó, khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ. Câu chuyện thứ 11. Chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao. Chuyện kể rằng ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái H rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Jimmy nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm dụi tóc. Khi trở về, cô xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus, nữ thần sắc đẹp tức giận vì cô xinh đẹp hơn mình, nên bắt cô phải chết. Và rồi nàng hát chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Jimmy đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng: ở trong dải thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó và hái cho được một ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất. Người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó. Rồi suốt đời, con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có chịu không? Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu. Ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất. Chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi. Chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước một ngày. Đêm 30 tháng 7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng. Ở nơi đó, một chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp. Nàng hát vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt, chỉ hai dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi.
chàng Jimmy giờ trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu. Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước một điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30 tháng 7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái đầu tiên của tên hai người được đặt kề cạnh nhau. Theo thứ tự, chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn một tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng và một ngôi sao cô đơn mờ nhạt. Câu chuyện thứ 12. Câu chuyện đau lòng. 5 năm trước, hai người họ quen nhau. Sau đó, anh phải đi Nhật du học. Trước khi anh đi một ngày, hai người họ cùng nhau tản bộ trên đường. Góc phố có một cô bé bán nhẫn. Cô cứ nhìn về phía đó. Anh bỏ tiền mua một chiếc nhẫn đeo cho cô. Chiếc nhẫn chỉ có giá 8 tệ, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn thần kỳ không có gì so được. Tháng 3 anh đi rồi. Trước lúc anh đi, anh có nói mùa xuân năm sau sẽ trở lại thăm cô. Nếu như cô đồng ý gặp anh, thì ngày 14 tháng 2 đứng đợi anh dưới gốc cây ở đường Tân Kiện. Anh nói đừng đánh mất chiếc nhẫn đó. Mùa thu, cô đánh mất chiếc nhẫn anh tặng. Cô từng hứa sẽ đeo nó mãi mãi. Nhưng chớp mắt thời gian, cô trở thành một cô gái xinh đẹp. Sau khi đánh mất chiếc nhẫn, trái tim cô dù không thay đổi, nhưng ngoài nó ra tất cả đều thay đổi. Anh quả nhiên trở về. Ngày 14 tháng 2 đã hẹn cô. Đời người quan trọng nhất là lời hứa, nhưng cô không có dũng khí để thực hiện lời hứa đó. Và cô không thể chịu đựng được hơn, cô nhờ bạn đi gặp anh. Bạn cô chưa gặp qua anh, sau khi trở về và nói là nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng dưới gốc cây, trên tay cầm một đóa hoa hồng. Đêm đó cô khóc ướt đẫm cả khăn môi xoa. Lễ tình nhân thứ hai, cô vô hồn bước trên đường, không biết làm cách nào lại đi đến đường Tân Kiện. Dưới gốc cây đó có một chàng trai đang đứng. Trái tim cô đập loạn, không thể điều khiển được đôi chân mình, cứ thế đi về phía chàng trai. Chính là anh. Anh đưa đóa hoa hồng ra trước mặt cô. Anh nói, anh biết năm nay nhất định có thể đợi được em đến. Cô hỏi, nếu như em không đến? Anh cười rồi trả lời, thì năm sau anh lại đợi. Cô thủy chung không nhận hoa của anh. Lúc cô quay lưng ra đi thì nghe thấy anh hỏi, chiếc nhẫn ngày xưa em còn giữ không? Xin lỗi, em đánh mất nó rồi. Cô không dám quay lại nhìn anh. Từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Chớp mắt đã mấy năm qua đi, cô nghe tin anh sắp kết hôn. Em yêu anh. Câu nói đấy cô đã giữ trong lòng bao năm nay, nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh. Có lẽ anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cô, nhưng thực sự cô có nỗi khổ của riêng mình. Mấy năm trước, trong lúc đi thực tập, cô mất đi không chỉ là chiếc nhẫn anh tặng, còn có cả một bàn tay trái. Câu chuyện thứ 13. Ý Thượng Đế. Tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi không còn chịu mọi đau khổ. Ngài nói không, đó không phải là ta, mà tự ngươi phải biết cách tránh những phiền khổ ấy. Tôi cầu xin Ngài cho đứa con tật nguyền của tôi được toàn vẹn. Ngài nói không, tinh thần của bé là tinh nguyên, thân thể chỉ là bề ngoài. Tôi hỏi xin Ngài ban cho tôi thêm lòng kiên nhẫn. Ngài nói không, lòng kiên nhẫn được hình thành từ sự chịu đựng mọi gian khổ, không thể bằng phát
nó là để học và rút tỉa. Vậy hạnh phúc, thưa ngài, tôi hỏi xin. Ngài nói không, hạnh phúc hay không là tùy vào ngươi. Thưa ngài, hãy cho tôi mọi thứ giúp tôi tận hưởng cuộc đời. Ngài nói không, ta đã ban cho ngươi sự sống để ngươi có được mọi thứ. Tôi hỏi ngài, sao cho tôi có được lòng yêu thương như tình yêu ngài dành cho tôi? Thượng đế phán, cuối cùng ngươi đã hiểu được ý ta. Những điều nghịch lý. Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn, nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi. Chúng ta mua nhiều đồ hơn, nhưng sử dụng chúng ít hơn. Những ngôi nhà ngày càng to hơn, nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn. Chúng ta có nhiều tiện nghi, nhưng có ít thời gian dành cho nhau. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước, nhưng trí khôn kém đi. Biết nhiều hơn, nhưng óc phán xét suy giảm. Chúng ta tích góp của cải, nhưng đồng thời làm rơi vụn những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống. Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít. Chúng ta đang cố học cách kiếm sống, chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ, nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi. Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về. Nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bước dậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bất lực với chính mình. Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt. Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự làm ô nhiễm tâm hồn bản thân. Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ. Chúng ta chế được những máy tính công suất lớn và tốc độ nhanh để lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt. Nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau. Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến. Chúng ta có nhiều thứ để giải trí, nhưng ngày càng ít được thư thả.